Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 3, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Lấy ý kiến về đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, đặc biệt là tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu. Dự án xây dựng bến số 3 cảng Chân Mây đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đưa vào hoạt động trong quý 2 năm nay. Trung tâm Dược lý Lâm sàng Trường Đại học Y Dược Hà Nội phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện khám sàng lọc cho các trường hợp đủ điều kiện tiêm vaccine Covid giai đoạn 1. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị lấy ý kiến về đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, đặc biệt là tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu nhằm phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng trong thời kỳ mới. Đề án được xây dựng nhằm góp phần cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn trên cơ sở lựa chọn một số tập đoàn kinh tế trong những lĩnh vực quan trọng then chốt. Bên cạnh đó, đề án được xây dựng nhằm củng cố phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn trên cơ sở hình thành các chuỗi đổi mới sáng tạo với định hướng không sử dụng ngân sách nhà nước, thu hút các nguồn lực thông qua cổ phần hóa đa sở hữu. Nhưng mà cái mà chúng tôi muốn nhấn mạnh nhất thì là cái vai trò của doanh nghiệp nhà nước. Nó thực sự là nó phải là những con chim đầu đàn. Con chim đầu đàn mà nó dẫn dắt, nó lan tỏa và nó lôi kéo thúc đẩy các cái khu vực kinh tế khác. Tại hội nghị, các đại biểu đã kiến nghị doanh nghiệp nhà nước cần được tạo cơ chế chính sách bình đẳng như các thành phần kinh tế khác. Nên có những cái cơ chế để doanh nghiệp nhà nước ngoài cái việc là theo cái chiến lược của mình, để trách nhiệm của mình để thể hiện cái phát triển bền vững, nhưng chúng ta cũng tạo một cái doanh nghiệp để thể hiện cái vai trò dẫn dắt. Quan trọng nhất ý, bây giờ tôi rất mong các bộ ngành ý, là ngồi khi mà làm ra các cái văn bản giấy tờ hoặc là những quy trình pháp lý mà để quản lý doanh nghiệp nhà nước ý, thì hãy nghĩ một câu này thôi, cố gắng làm sao cho thằng này nó hoạt động gần giống doanh nghiệp tư nhân. Cái gì đã nhà nước thì cứ nhà nước, những cơ chế hoạt động để cho nó giống tư nhân. Hiện doanh nghiệp nhà nước chiếm 0,07% số lượng doanh nghiệp cả nước, nhưng chiếm 7% tổng tài sản, chiếm 10% vốn chủ sở hữu của toàn bộ doanh nghiệp trên thị trường, đóng góp xấp xỉ 30% GDP cho nền kinh tế. Bởi vậy, đề án còn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điểm cầu trực tuyến Hội nghị báo cáo viên Trung ương kết hợp Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3 để tiếp tục thông tin các chuyên đề và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Phát biểu khai mạc và định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 3 này, trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm, trong đó chú trọng tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp. Những kết quả của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương gắn với thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tháng 3 cũng đánh dấu sự kiện 46 năm ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế, 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đó cũng là những nội dung cần tăng cường tuyên truyền nhằm khơi dậy và lan tỏa niềm tự hào trong nhân dân, cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, với quyết tâm đưa Thừa Thiên Huế phát triển lên tầm cao mới. Một nội dung quan trọng khác cũng được trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý là tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19 gắn với việc tiêm vaccine phòng các bệnh này. Đây cũng là nội dung nằm trong số 2 chuyên đề được lãnh đạo Bộ Y tế thông tin tại Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 3, với việc làm rõ hơn về công tác phòng chống dịch COVID-19 kể từ khi bùng phát dịch trong hơn một năm qua và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, nghị quyết số 21 của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng căn bệnh này. Các báo cáo viên cũng được nghe lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt chuyên đề chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Chiều qua, Hội đồng Nhân dân thị xã Hương Trà tổ chức tổng kết hoạt động Hội đồng Nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã Hương Trà tổ chức 17 kỳ họp, thông qua 132 nghị quyết, trong đó có 11 nghị quyết quy phạm pháp luật, 121 nghị quyết liên quan đến công tác bầu cử và lấy phiếu tín nhiệm, ngân sách, đầu tư công. Việc ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thị xã phù hợp với tình hình thực tiễn và thực sự đi vào cuộc sống, chất lượng và hiệu quả của các kỳ họp ngày càng được nâng lên, ý thức và trách nhiệm của người đại biểu với nhân dân ngày càng gắn kết.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân thị xã Hương Trà đã tổ chức tiếp xúc 158 cuộc với 1.896 lượt cử tri tham gia, có 285 ý kiến kiến nghị đóng góp cho các lĩnh vực, tiếp nhận 3 đơn khiếu nại kiến nghị liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân thị xã cũng đã thông qua 140 nghị quyết và đến hết năm 2020, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh theo đúng nghị quyết của tỉnh, thị ủy và Hội đồng Nhân dân thị xã. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng Nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện quyết định số 2282 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong vị trí lãnh đạo quản lý ở cả cấp, hoạch định chính sách năm 2021-2030, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 76 tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở cả cấp, hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch phấn đấu đến năm 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt 75%. Các sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Đối với một số đơn vị đặc thù có tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thấp dưới 30%, có thể điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp. Tỷ lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh quản lý, lãnh đạo cả cấp đạt ít nhất 40% vào năm 2025 và đạt 50% vào năm 2030. Tỷ lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh quản lý, lãnh đạo cả cấp được đào tạo tập huấn nâng cao năng lực đạt 75% vào năm 2025 và đạt 90% vào năm 2030. Ở những địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số, phải có nữ cán bộ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số phù hợp với cơ cấu dân cư. Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương thực hiện rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời. Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị Tập đoàn Điện lực tổng hợp các dự án điện mặt trời được hưởng giá bán điện theo quyết định số 13 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Công văn chỉ đạo các tổng công ty điện lực, đơn vị điện lực tỉnh lập danh sách đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà có quy mô công suất từ 100 kW trở lên đã đi vào vận hành. Trên cơ sở danh sách tổng hợp điện mặt trời mái nhà trên toàn quốc, nghiên cứu đề xuất giải pháp vận hành có hiệu quả nhằm hạn chế tối đa việc cắt giảm nguồn điện mặt trời đã đưa vào vận hành, hạn chế tối đa thiệt hại kinh tế của các nhà đầu tư. EVN cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương để thực hiện kiểm tra về phát triển điện mặt trời, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà trong thời gian vừa qua, đồng thời báo cáo Bộ Công Thương các nội dung nêu trên trước ngày 12 tháng 3 năm 2021. Đối với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Công Thương nêu rõ do đơn vị chủ trì phối hợp với các sở ban ngành có liên quan để rà soát, đánh giá điện mặt trời mái nhà theo quy định của pháp luật hiện hành và thẩm quyền của địa phương, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản số 185. Chậm gần 2 năm so với kế hoạch, dự án xây dựng bến số 3 cảng Chân Mây đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đưa vào hoạt động trong quý 2 năm nay. Nằm trong hệ thống cảng Chân Mây thuộc khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, dự án bến số 3 do công ty trách nhiệm hữu hạn Hào Hưng Huế làm chủ đầu tư xây dựng. Bến có quy mô diện tích hơn 13 ha, trong đó bến bãi hơn 10 ha và gần 3 ha mặt nước. Chiều dài bến 270 m, tổng kinh phí đầu tư bến số 3 là 846 tỷ đồng với nhiều hạng mục như bến cập tàu, nạo vét khu nước trước bến, kè bờ, san lấp mặt bằng, khu neo đậu, bãi chứa hàng, nhà văn phòng, các công trình phụ trợ. Sẽ trở thành bến cảng tổng hợp phục vụ dịch vụ hậu cần, đảm bảo cho tàu, các phương tiện vận tải đường thủy có trọng tải từ 50.000 đến 70.000 tấn ra vào. Hiện nay khối lượng thực hiện dự án đạt khoảng 90%, chủ đầu tư đang triển khai thi công những hạng mục cuối của dự án để đưa vào hoạt động vào quý 2 năm 2021, góp phần giảm tải cho bến số 1. Chuyển sang những tin tức khác. Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho Bộ Y tế hơn 502 tỷ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Đây là nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để tiếp tục mua sắm các vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 theo phương án đã được Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông qua năm 2020. Bộ Y tế chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung.
thực hiện mua sắm đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích, đối tượng, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch và phù hợp với diễn biến của dịch bệnh năm 2021. Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Thưa quý vị, với những nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ các nhà khoa học, viện vaccine và sinh phẩm Nha Trang, vaccine phòng ngừa COVID-19 với tên gọi Covivac đã được Hội đồng Đạo đức Bộ Y tế cho phép thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1. Nếu cho kết quả tốt, đến đầu năm 2022, vaccine này sẽ được lưu hành trên thị trường. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm, Trung tâm Dược lý Lâm sàng, Trường Đại học Y Dược Hà Nội phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện khám sàng lọc cho các trường hợp đủ điều kiện. Trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vaccine Covivac, Trung tâm Dược lý Lâm sàng, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện thử nghiệm trên 120 tình nguyện viên khỏe mạnh từ 18 đến 59 tuổi cư trú tại Hà Nội. Rất nhiều người sau khi có thông tin đã đăng ký tham gia với mong muốn sẽ góp phần giúp cho vaccine COVID-19 thứ hai của Việt Nam thành công. Bởi vì mình nó còn trẻ mà, nên là mình cũng muốn cống hiến và cũng muốn là thể hiện một cái chút cái sức khỏe và cái trí tuệ của bản thân mình cho cộng đồng. Một phần nào đấy là giúp ích cho cộng đồng cũng như là giúp ích cho bản thân, gia đình mình. Qua các bác sĩ giải thích thì mình cũng hiểu, mình cũng chẳng lo lắng gì cả. Mình cũng an tâm, mình thử nghiệm thôi. Các nhóm đối tượng được khám sàng lọc nghiêm ngặt như siêu âm, thực hiện xét nghiệm chuyên biệt và xét nghiệm máu. 120 tình nguyện viên sẽ được chia thành 5 nhóm, trong đó có một nhóm giả dược. Mục tiêu giai đoạn 1 là đánh giá độ an toàn và khả năng đáp ứng miễn dịch của vaccine để chọn ra hai nhóm liều tối ưu nhất, chuyển sang nghiên cứu ở giai đoạn 2. Đến ngày 56 sau khi tiêm liều thứ 2 của tất cả 120 người tham gia vào giai đoạn 1, có được cái số liệu về an toàn và cái số liệu ban đầu về tiến sĩ miễn dịch, thì lúc đấy chúng tôi sẽ viết báo cáo trình Hội đồng Đạo đức Quốc gia để xem xét cho phép chuyển sang giai đoạn 2. Tuy nhiên, những người ở giai đoạn 1 sẽ tiếp tục theo dõi đến ngày thứ 365 của người cuối cùng. Đề cương nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của vaccine Covivac đã được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia và Hội đồng Đạo đức cấp cơ sở của các đơn vị liên quan chấp thuận. Kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng tại Ấn Độ, Mỹ và Việt Nam tại phòng thí nghiệm và trên động vật đã cho thấy tính an toàn và hiệu quả bảo vệ tốt trên thực nghiệm. Dự kiến trong tuần sau, vaccine ngừa COVID-19 thứ 2 của Việt Nam, Covivac, sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng. Theo thông tin mới đây của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol, Cảnh sát Trung Quốc và Nam Phi đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến buôn bán vaccine COVID-19 giả. Ngoài ra, Interpol cũng đã nhận được thêm các báo cáo về việc phân phối vaccine giả và hoạt động lừa đảo nhằm vào các cơ quan y tế. Để đảm bảo việc cung cấp vaccine phòng COVID-19 đầy đủ và an toàn, Bộ Y tế đề nghị. Các cơ quan tổ chức khi nhận được các thông tin đề nghị hợp tác về việc cung cấp vaccine phòng COVID-19 cần thận trọng, chủ động xác thực, kiểm chứng thông tin, đảm bảo an toàn pháp lý, tài chính và thương mại. Trong trường hợp cần thiết, có thể đề nghị các cơ quan chức năng giúp xác minh thông tin liên quan đến việc cung cấp vaccine phòng COVID-19. Đồng thời, việc đàm phán mua vaccine phòng COVID-19 cần được thông báo kịp thời cho Bộ Y tế để đảm bảo việc nhập khẩu, sử dụng cũng như điều hành nguồn và tổ chức tiêm chủng được thông suốt theo đúng chỉ đạo tại nghị quyết số 21 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19. Các quốc gia tổ chức có trách nhiệm tăng cường chia sẻ thông tin để chủ động phòng chống các hoạt động giả mạo trong cung ứng mua bán vaccine phòng COVID-19. Tiếp tục với những thông tin về chính sách mới. Sau rà soát của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ước tính có hơn 1.800 nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm. Đây là một trong những căn cứ áp dụng cho người lao động khi nghỉ hưu trước tuổi quy định. Căn cứ khoảng 3 điều 169 Bộ Luật Lao động năm 2019, người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được về hưu trước tuổi nhưng không quá 5 năm. Theo đó, danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mới được đề cập trong thông tư 11 gồm 1.838 nghề công việc. Trong đó có các lĩnh vực như khai thác khoáng sản, cơ khí luyện kim, xây dựng giao thông và kho tàng bến bãi, thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông. Đặc biệt, trong danh mục này còn có các ngành nghề sản xuất bia rượu, bánh kẹo.
Ngoài danh mục các công việc, ngành nghề được nghỉ hưu sớm, đầu năm 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã đề nghị Chính phủ bổ sung cho giáo viên mầm non, giáo viên thể chất và 12 ngành nghề trong quân đội vào danh mục những nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được nghỉ hưu sớm. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đang phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xây dựng dự thảo thông tư ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Dự thảo sẽ quy định các xã đặc biệt khó khăn mà người lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường. Từ ngày 20 tháng 3, nếu giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập có hệ số lương là 4, sẽ nhận được mức lương là 5,96 triệu đồng, cao hơn so với hiện nay. Chung thông tư quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3. Theo đó, lương giáo viên từ mầm non đến trung học cơ sở tăng. Giáo viên mầm non sẽ được áp dụng hệ số lương từ 2,1 đến 6,38, cao hơn so với hệ số 1,86 đến 4,98 hiện nay. Tương tự, giáo viên tiểu học được áp dụng hệ số lương cao hơn từ 2,34 đến 6,78, hiện là 2,1 đến 6,38. Giáo viên trung học cơ sở từ 2,34 đến 6,78, hiện là 2,1 đến 6,38. Riêng giáo viên trung học phổ thông, hệ số lương giữ như cũ. Với mức lương cơ sở của cán bộ công chức viên chức đang áp dụng là 1,49 triệu đồng một tháng, giáo viên mầm non có bậc lương cao nhất sẽ nhận được hơn 9,5 triệu đồng một tháng. Giáo viên phổ thông nhưng cao nhất hơn 10,1 triệu đồng. Chính phủ vừa ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025, quy định hộ nghèo khu vực thành thị có thu nhập từ 2 triệu đồng một tháng trở xuống và thiếu hụt 3 chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. So với giai đoạn 2016-2020, mức thu nhập dùng để tính chuẩn nghèo được nâng thêm 800.000 đồng với khu vực nông thôn, 1,1 triệu đồng với khu vực thành thị. Hộ cận nghèo khu vực nông thôn thu nhập 1,5 triệu đồng một tháng, thiếu hụt dưới 3 chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản. Khu vực thành thị thu nhập 2 triệu đồng trở xuống, thiếu hụt dưới 3 dịch vụ xã hội cơ bản. Hộ có mức sống trung bình khu vực nông thôn từ 1,5 đến 2,25 triệu đồng một tháng, khu vực thành thị từ 2 đến 3 triệu đồng một tháng. Các dịch vụ xã hội cơ bản dùng để đo lường chuẩn nghèo đa chiều gồm việc làm, người phụ thuộc trong gia đình, dinh dưỡng, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục, tình trạng đi học của trẻ em, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, nguồn nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh, dịch vụ viễn thông, phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin. Các chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo, chuẩn hộ có mức sống trung bình quy định này là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản của người dân, là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế xã hội khác. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 79 thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030. Theo đó, phấn đấu trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 đạt một số chỉ tiêu sau: 95% gia đình đạt chuẩn và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa theo quy định; 95% khu dân cư đạt chuẩn và giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa; giảm mạnh bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới, nạn tảo hôn, hạn chế thấp nhất tệ nạn xã hội phát sinh; 95% cơ quan đơn vị và 80% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đóng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn văn hóa; 100% hộ gia đình tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; 100% các xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn, phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Trong giai đoạn 2026-2030, giữ vững các chỉ tiêu đã đạt được trong giai đoạn 2021-2025, tiếp tục phấn đấu các chỉ tiêu cụ thể sau: 98% gia đình được công nhận và giữ vững đạt chuẩn văn hóa; 98% khu dân cư được công nhận và giữ vững danh hiệu đạt chuẩn văn hóa; 98% cơ quan đơn vị và 80% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đóng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn văn hóa; 80% xã, phường, thị trấn được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 80% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn; 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa và khu thể thao đảm bảo. Liên tục trong những ngày gần đây, Công an huyện Quảng Điền đang huy động đông đảo lực lượng cảnh sát tham gia hỗ trợ việc cấp đổi căn cước công dân có gắn chip điện tử. Theo đó, các thủ tục cấp căn cước công dân được thực hiện nhanh chóng cho người dân.
Điểm đầu tiên công an huyện Quảng Điền triển khai là trung tâm hành chính công của huyện. Cán bộ chiến sĩ đội quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện đã thực hiện thu nhận hồ sơ, lấy thông tin công dân trong dữ liệu quốc gia dân cư, thu nhận vân tay, chụp ảnh và đẩy dữ liệu về trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc cấp căn cước công dân được đơn giản hóa rất nhiều thủ tục, người dân không phải làm tờ khai như làm chứng minh nhân dân như trước. Theo đó, công dân chỉ cần cung cấp tên, tuổi, sổ chứng minh nhân dân. Sau khi triển khai căn cước công dân gắn chip trên địa bàn huyện từ ngày 1 tháng 3 đến nay, tổ công tác của đội quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện đã làm được cho hơn 3.200 người dân. Thời gian tới, công an huyện Quảng Điền sẽ thành lập các tổ cấp thẻ căn cước công dân lưu động để triển khai cấp thẻ căn cước công dân rộng rãi trên địa bàn cho các đối tượng. Phần đầu đến 30 tháng 6 sẽ hoàn thành cấp xong toàn bộ thẻ căn cước công dân cho những người từ đủ 14 tuổi trở lên, thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.